Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với trở lại với Garden Kids. Hôm nay mình đã quay trở lại và thực hiện một cái vlog, đó chính là những câu nói đáng sợ nhất của thầy, những câu nói đáng sợ của thầy cô mà các học sinh đã từng trải qua khi đi học. Ok, và bây giờ biết ở lộn lần bây giờ lỗi, và đầu tiên là câu nói thứ nhất. Câu nói thứ nhất đó chính là mời phụ huynh. Tao dạ mày mời phụ huynh lên cho tôi. Sao vậy cô? Em nghĩ sao vậy? Trong tuần vừa qua em đã đặt kỹ hết ba chứ mà hai cái ghế, bây giờ mời phụ huynh lên nói chuyện với tôi mau. Dạ. Hai đó chính là câu nói giết bạn kiểm điểm. Tèo à? Dạ. Trong tuần vừa qua em có biết em đã làm gì không? Dạ em làm gì cô? Em nghĩ sao vậy? Ngày thứ hai em nói chuyện nguyên một tiết anh văn của cô giáo. Rồi tới giờ thi rồi, em nghĩ sao em không muốn lộn nè. Hả? Em nghĩ sao vậy? Hả? Bây giờ tôi không cần biết nữa. Em về em viết liền cho tôi một cái bản kiểm điểm ngay và luôn. Câu thứ ba đó chính là ha. Gọi là viết bản tường trình cho tôi ha. Tèo. Dạ. Chép phao ha. Di diệu ha. Vui ha. Lên phòng hiệu trưởng viết bản tường trình cho tôi ha. Và tiếp theo cũng là câu thứ tư, đó chính là ghi sổ đầu bài. Và đây là một câu hỏi, chỉ cần mình phạm lỗi một ít hay là mình nói chuyện gì đó là ghi sổ đầu bài. Ê, nó nghe nè. Dạ. Đi nè. Tèo. Dạ. Nói chuyện vui ha. Dạ vui. Vi diệu ha. Dạ đúng rồi, vi diệu. Vô sổ đầu bài ha. Hả? Và con nói cuối cùng đó chính là trả bài cho tôi. Trời đất ơi, sao bài làm gì mà nó dài như là cái sông Hậu Giang vậy trơn. Các em. Dạ. Chuẩn bị trả bài. Để coi. Tèo. Dạ. Đứng lên trả bài cho tôi. Dạ. Dạ. 1 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 10 là bằng 50. Stop. Em bị gì vậy? Tiết của tôi là tiết sinh học, em trả bài toán là sao? Dạ em đi liền bài làm gì liền. Có thuộc bài không? Dạ không. Tối hôm qua đi chơi vui vẻ lắm phải không? Tôi chạy ngang qua tôi thấy em ngồi trong tiệm net em chơi. Tôi chạy về tôi thấy tới 8 giờ tối rồi mà em vẫn còn ở đó. Vui. Vô sổ đầu bài ha. Cuối tuần viết bản kiểm điểm ha. Vậy nha. Và đây là 5 câu nói mà mình đã từng trải qua khi mà đã đi học. Và các bạn còn gặp những câu nào thì sẽ comment để cho mình biết nha. Ok, video của mình đã được lại. Các bạn thích video này, like, share, subscribe nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì hãy ấn cho mình một like, share và subscribe cho channel Gartner Kids để Gartner Kids có cơ hội vinh dự để nhận được nút play bạn nha.